Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Top Dev TV, mình là Bảo Đại. Và như thường lệ, Top Dev TV sẽ mang đến những buổi trò chuyện phỏng vấn với các khách mời là những senior về công nghệ cũng như là những quản lý cấp cao CTO tại những công ty hàng đầu. Thì khách mời của chúng ta của ngày hôm nay là anh Phạm Hoàng Việt. Anh đã có một khoảng thời gian dài làm việc ở châu Âu và đã trở về Việt Nam đầu quân cho Lazada với vị trí Data Scientist. Thì hiện tại anh cùng một vài đồng nghiệp đang phát triển DataMart Solutions. Thì DataMart Solution là một startup có đạt được giải Startup Việt 2018 với giải pháp bán hàng đa kênh tự động PowerSell. Thì chúng ta cùng anh Phạm Hoàng Việt tìm hiểu sâu hơn về startup này nha. Xin chào anh, em cũng nghe về DataMart Solution rồi thì hôm nay rất vui được gặp anh ở đây. Không biết là anh có thể giới thiệu bản thân của mình một chút xíu cho các bạn được biết không ạ? Ok, trước hết là rất xin cảm ơn Top Dev đã có tổ chức với buổi phỏng vấn như này với mình. Xin chào các bạn, là mình Việt, đồng sáng lập của DataMart từ khoảng 4 năm về trước với khoảng 3 người bạn nữa. Tụi mình cùng xuất thân từ Lazada. Và hiện tại thì cái vai trò của mình ở DataMart đang là cái vị trí CTO phụ trách về kiến trúc và định hướng công nghệ cho tổ chức. Thì đấy là cái chức danh của mình. Thế tuy nhiên là công việc hàng ngày của mình thì nó lại không phụ thuộc vào chức danh này, mà nó phụ thuộc vào cái vai trò là đồng sáng lập của mình là chủ yếu. Thì cái sự khác nhau ở đây ấy là nó đến từ cái việc là mỗi một ngày thì của mình nó khác nhau rất là nhiều. Công việc của mình nó không cố định mỗi ngày. Thế duy nhất có một cái điểm chung là mỗi ngày để mình đều phải đặt ra một cái câu hỏi là hôm nay thì mình nên làm việc gì trong cái khả năng tốt nhất của mình để mang lại cái giá trị tốt nhất cho tổ chức. Cho nên là cái công việc hàng ngày của mình thì có thể là hôm nay thì mình code, ngày mai thì mình test hoặc là làm kiến trúc, rồi có thể lại phải nhảy sang làm thiết kế sản phẩm, rồi lúc thì làm chiến lược, vừa rồi thì mình còn phải nhảy sang để làm một số những quy trình về sales. Nên là đấy là một cái hành trình hết sức là thú vị. Cảm ơn anh. Vậy thì anh có thể chia sẻ với em kỹ hơn về cái hành trình từ lúc mà anh tốt nghiệp cho tới thời điểm hiện tại không? Cái hành trình này của mình thì nó bắt đầu từ cuối năm 2014 khi mà mình trở về Việt Nam từ châu Âu. Lúc đấy thì mình bắt đầu vào làm cho Lazada, thì đấy là một cái bước đi hết sức là quan trọng đối với mình và cũng như là đối với các anh em và đồng sáng lập. Ý tưởng về DataMart thì thực ra là bọn mình có từ trước đấy khá là lâu cùng với nhau, và khi mà mình trở về cái thị trường nó thay đổi rất là nhiều, rất là mới mẻ đối với bọn mình, thì bọn mình bắt đầu quyết định là vào Lazada để mà học hỏi về thị trường cũng như là để tìm hiểu về các cái kỹ năng cần thiết để mà chuẩn bị cho cái quá trình khởi nghiệp. Thì giai đoạn đó nó diễn ra trong khoảng 2 năm đến cuối năm 2016 thì bọn mình nhận ra được cái cơ hội của thị trường đến và mình tách ra và bắt đầu là thành lập DataMart. Đấy là cái thì ở cái thời kỳ đầu tiên ấy thì là khách hàng đầu, một trong những khách hàng đầu tiên của bọn mình thì chính là Lazada. Rồi bọn mình giải quyết được vấn đề mà khi làm trong Lazada bọn mình thấy và giải quyết vấn đề đấy cho họ. Thế sau khoảng một năm thì là cái thời điểm mà bọn mình bắt đầu quyết định là chuyển hướng và kinh doanh cũng như phát triển sản phẩm, bắt đầu xây dựng cái công cụ gọi là PowerSell, một cái giải pháp dành cho các cái nhà bán hàng trên thương mại điện tử. Và cái việc phát triển đấy nó bắt đầu từ giữa năm 2017 cho đến tận bây giờ, đã trải qua khá nhiều những cái hành trình gian truân sóng gió, và tuy nhiên thì cũng đạt được một số những cái kết quả khả quan nhất định dưới là những hành trình. Vậy thì theo được biết, hồi trước anh đã là CIO, hiện tại là CTO. Thì anh có thể chia sẻ về sự khác nhau của hai vị trí này trong một công ty, và nhất là cụ thể hơn là công ty về data không ạ? Đối với, thực ra thì nói ra thì nó hơi buồn cười một chút, nhưng mà thực ra cái lúc bọn mình bắt đầu ấy thì bọn mình cũng chả biết CIO và CTO là gì đâu. Mà ngoại trừ vị trí CEO là vị trí mà ai cũng biết là cái người đó làm cái gì, còn lại thì các em còn lại trong tổ chức thì thực ra là đặt bừa các cái chức danh mà thôi. Thế cho đến bây giờ thì sau quá trình làm việc và nghiên cứu lâu dài thì mình cũng tìm hiểu và cuối cùng đi đến một kết luận là thực ra cũng chẳng có một cái định nghĩa rõ rệt nào về cái vị trí CIO và CTO này, mà thực ra là nó tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi tổ chức. Tuy nhiên thì mình cũng nhận thấy là có những cái điểm khá là chung
Ví dụ như là cái vị trí CIO thì thường là sẽ tập trung vào các hoạt động mang tính hệ thống nội bộ hơn. Còn vị trí CTO thì sẽ có những cái bước liên quan đến đối ngoại nhiều hơn cùng với vị trí CEO. Thì đấy là sự khác nhau cơ bản giữa CIO và CTO. Còn đối với vị trí CTO cụ thể hơn, là cái vị trí mà mình đang đảm nhiệm ấy, thì là một lần nữa là nó cũng khác nhau rất là nhiều giữa các tổ chức. Tuy nhiên nó có ba cái điểm chung mà cái vị trí CTO, là cái điểm chung thứ nhất là về mặt đối ngoại thì CTO thì thường là cái tiếng nói, cái người phát ngôn về cái năng lực công nghệ của tổ chức. Về mặt đối nội là cái điểm chung thứ hai là CTO thường làm có cái tiếng nói quyết định trong các cái cuộc thảo luận công nghệ bên trong tổ chức. Và cái điểm chung thứ ba là về mặt nội tâm thì CTO thường luôn luôn tự đặt câu hỏi cho chính mình là làm thế nào để mà biến những cái năng lực về công nghệ thành những cái giá trị mà góp phần vào cái sự bền vững và phát triển của tổ chức. Thì đấy là cái điểm mà mình thấy rất là chung giữa tất cả CTO. Cảm ơn anh. Thì anh có thể chia sẻ với em về DataMax Solutions không ạ? Và về cái sản phẩm của công ty mình cho khách hàng. DataMax Solutions thì là một công ty xây dựng giải pháp phục vụ cho cái hệ sinh thái thương mại điện tử. Hiện tại thì là tập trung vào cái thị trường Đông Nam Á, bắt đầu bằng từ Việt Nam và tập trung vào thị trường Đông Nam Á chủ yếu. Ở cái thời kỳ đầu thì DataMart, cái tập khách hàng của DataMart là chính là bản thân các cái sàn thương mại điện tử. Thì bọn anh xây dựng cái giải pháp mà nghiên cứu về thị trường và đưa đến cái bức tranh toàn cảnh về thị trường thương mại điện tử, để các sàn thương mại điện tử họ thể căn cứ vào đó mà đưa ra được những cái sự thay đổi và cập nhật về mặt chiến lược, về sale, về marketing, về đầu tư cho các hoạt động kinh doanh của họ. Đến giai đoạn thứ hai thì bọn anh xây dựng một cái giải pháp mà đến bây giờ thì nó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, là cái giải pháp mà gọi là PowerShell. Thì nó là một cái dịch vụ phần mềm mà hỗ trợ cho các cái nhà bán hàng trên thương mại điện tử có thể quản lý đa kênh một cách hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đồng thời cũng đưa ra được những cái đề xuất mang tính chiến lược cho cái quy trình vận hành của họ, cho việc bán hàng, và rất nhiều những cái công cụ tự động hóa để mà làm, để mà khiến cho công việc của họ nó đơn giản, nó chính xác và hiệu quả hơn. Vậy anh có thể chia sẻ với em một số case study thú vị nào khi mà mình hỗ trợ khách hàng cái sàn thương mại điện tử không ạ? Ví dụ như Lazada. Cái thời kỳ đầu thì là cái thời mà bọn anh lúc đấy là còn chưa có gì trong tay, nên cái việc phát triển công nghệ rất nhiều những cái vấn đề và hết sức là khó khăn. Thì ví dụ như là khi mà bọn anh xây dựng cái giải pháp mà nghiên cứu thị trường cho Lazada, thì một trong những cái vấn đề mà bọn anh phải làm là làm sao cố gắng là tìm những cái sản phẩm mà bản thân Lazada bán và tất cả các sàn thương mại điện tử khác bán. Trong tiếng Anh nó gọi là price product matching, tức là gom nhóm những sản phẩm mà cùng một loại vào với nhau. Về mặt mà khoa học mà nói thì nó cũng là một vấn đề mà tương đối phổ biến, và các quốc gia thì họ cũng tìm cách giải quyết rất là nhiều. Tuy nhiên thì lúc đầu thì bọn anh cũng có ý tưởng là xây dựng một giải pháp tương đối thông minh để mà tự động tìm kiếm các sản phẩm như vậy. Tuy nhiên thì làm đi làm lại mãi thì cái độ chính xác nó chỉ đến tầm khoảng 80-85%. Xong sau đó đến khi nhìn vào yêu cầu khách hàng thì yêu cầu khách hàng lên đến 95%. Và cuối cùng thì bọn anh phải xây dựng một cái giải pháp nó hết sức là manual, là xây dựng thêm một cái cơ chế để mà có người làm manual, để mà ngồi QC lại những kết quả mà cái hệ thống tự động nó làm. Thì vậy là mình, tức là anh cũng đã có sử dụng machine learning để classify nó trước, có ra được 85% rồi. Có. Sau đó mình curate. Một cái sự thật thú vị là cái người vai trò của anh, nếu như mà làm công nghệ một cách thuần túy thì anh sẽ chỉ luôn theo đuổi cái giải pháp mà mang tính thông minh. Nhưng mà một khi mà đã dấn thân vào làm kinh doanh thì tôi phải có sự cân bằng giữa công nghệ và những cái giải pháp mà mang lại cái giá trị thực tế ngay lập tức. Không biết anh có thể chia sẻ một cái kỷ niệm nào đó thú vị trong quá trình làm ở DataMart không ạ?
Kỷ niệm thì có rất 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 nhiều những kỷ niệm, mà chủ yếu là những kỷ niệm anh cũng không biết là có đáng nhớ hay không, thì nó chủ yếu là đến từ những cái giai đoạn đầu tiên khi mà có rất nhiều những cái sóng gió, những cái vấn đề bên trong tổ chức, ví dụ như là hệ thống lỗi, rồi các cái vấn đề về thiếu tài nguyên này kia. Ví dụ như một trong những kỷ niệm nó hết sức buồn cười là lúc ấy là anh đang đi du lịch, lúc ấy là đang đạp xe hết sức là thơ mộng lãng mạn trên một cái cánh đồng, thế tự nhiên nhận được một tin nhắn của cậu em ở nhà. Thế là nhận được tin nhắn thì tôi rút điện thoại ra chúng tôi xem, thì là cái tin nhắn là anh về ơi, hệ thống sập rồi, anh sửa đi. Thế lúc mình đang đạp xe thì là giật mình ngã luôn xuống ruộng. Thì đấy là một cái kỷ niệm nó cũng mình quên là chắc là không thể quên được, còn đáng nhớ hay không thì mình không biết là có đáng nhớ hay không, nhưng mà nó khá là buồn cười. Mà thí dụ như khi nhận được tin nhắn rồi anh có cách giải quyết? Tại vì có chứ, bởi vì là lúc tức là không hồi cái, mà. Không anh nó thành trở thành một cái thói quen. Cho đến bây giờ cái đấy, anh vẫn lúc nào anh đi anh cũng mang theo laptop, nhưng mà bây giờ thì anh không cần phải xử lý những cái vấn đề như vậy nữa. Nhưng mà hồi xưa thì anh đi đâu anh phải mang theo laptop. Không biết là anh có thể chia sẻ với em một vài fun fact, một vài sự thật thú vị khi mà làm việc với rất nhiều dữ liệu của các bên khác nhau về sàn thương mại điện tử được hay không? Và một câu hỏi nữa là không biết là những cái mà data mà hiện tại DataMart đang có imply có nói lên được điều gì hay không, mà như là có imply được là những cái mà người ta đang suy nghĩ, những cái mà người ta đang lầm tưởng về sàn thương mại điện tử hay không? Thực ra thì trong cái quá trình mà phân tích dữ liệu ấy thì nhiều khi là bọn anh cũng có cái suy nghĩ là có thể là data nó thể hiện cái gì đó mà khác với cái cách mà mọi người vẫn suy nghĩ về thị trường, về những cái gì đang thực sự diễn ra. Nhưng mà trong hầu hết các trường hợp ấy thì anh nhận thấy một điều là khi mà bọn anh phân tích dữ liệu và tạo ra được những báo cáo, những report, những cái trend, thì bọn anh cuối cùng vẫn phải quay lại và vận dụng những cái sự kiện mà thực tế diễn ra bên ngoài xã hội, đặc biệt là những sự kiện mà có cái sự ảnh hưởng lớn, để mà giải thích cho những cái gì mà diễn ra ở trong dữ liệu. Thế nên là nó không khác nhau quá nhiều. Thì ví dụ như là cái câu chuyện Covid vừa rồi chẳng hạn, thì khi mà bọn anh phân tích dữ liệu thì cũng thấy có rất nhiều những cái điểm mà có thể dự đoán được. Ví dụ như là cái sức tăng trưởng của thương mại điện tử trong cái đợt Covid vừa rồi, thì tất cả mọi người thì đều sẽ có một suy nghĩ chung là thương mại điện tử chắc chắn sẽ tăng trưởng trong cái đợt Covid vừa rồi. Và thực tế thì dữ liệu nó cũng thể hiện như vậy. Bình thường thì mỗi một tháng là thương mại điện tử ở Việt Nam là tăng trưởng tầm khoảng 5-6%, tháng 6% so với tháng trước, mỗi một tháng đều là như vậy. Thế tuy nhiên trong cái đợt Covid vừa rồi thì mức tăng trưởng là khoảng 15%. Tất nhiên là anh cũng nói chuyện với khá nhiều người thì thực ra là cái kỳ vọng của họ nó còn lớn hơn thế, hơn rất là nhiều, nhưng mà dữ liệu nó thể hiện như vậy, tức là có sự tăng trưởng nhưng mà sự tăng trưởng nó không quá là khủng khiếp. Đấy thì đấy là một trong những cái thú vị. Còn ngoài ra thì ví dụ như là bọn anh cũng nhận ra được là trong cái đợt Covid rồi thì người ta mua cái gì nhiều, ví dụ như người ta mua camera nhiều chẳng hạn, thì mình có thể giải thích là cái xu hướng mà làm việc ở nhà nó diễn ra ở đấy, thì người ta phải mua cái webcam hoặc là mua bao cao su chẳng hạn. Bao cao su thì ra anh cũng không rõ tại sao, nhưng mà đấy thì đấy là một trong số những cái sự thật mà nó khá là thú vị. Và còn rất nhiều những cái thú vị khác mà chỉ có khi mà mình nhìn trong dữ liệu thì mình mới nhận thấy được, và lúc đấy thì mình mới nhớ ra có cái sự kiện như vậy mà thực ra mình không chú ý ở bên ngoài xã hội, nó ảnh hưởng, nó gây cái sức ảnh hưởng lên hành vi của toàn bộ mọi cộng đồng. Thì theo em được biết là DataMart là một công ty làm về dữ liệu, nhưng mà em không thấy cái chức danh Data Engineer hay Data Scientist. Anh có thể giải thích vì sao không? Thực ra chắc là vì là công ty không cập nhật thông tin về những vị trí này trong tổ chức thôi, chứ thực ra bọn anh cũng tuyển Data Engineer và Data Scientist cũng khá là ồ ạt, có khi là theo kênh này kênh kia. Đấy thì cái vị trí gần như quan trọng nhất trong tổ chức của anh là Data Engineer, bởi vì là toàn bộ cái nền tảng về sản phẩm và dịch vụ của anh là xây dựng trên những cái nền tảng về dữ liệu.
trên Data Engineering, và bọn anh vẫn liên tục cần những cái năng lực về Data Engineering ở bên trong tổ chức. Bọn anh cũng luôn luôn xây dựng, vẫn đang trong quá trình xây dựng các công nghệ về dữ liệu. Đối với cái vị trí Data Scientist thì trước đây khi mà còn làm cho phục vụ cho cái đối tượng khách hàng lớn là sàn thương mại điện tử, thì có một số những cái công việc mà cần cái vai trò Data Scientist rất là nhiều. Hiện tại thì cái tập khách hàng đấy thì bọn anh đang hiện tại đang dừng lại để tập trung cho xây dựng sản phẩm PowerShell. Thì đối với sản phẩm PowerShell ấy thì cái nhu cầu về mặt phân tích chuyên sâu của khách hàng thì nó chưa cao, cho nên là bọn anh chưa tập trung nhiều về mặt đấy. Thì tuy nhiên sắp tới khi bọn anh xây dựng cái giải pháp về Brand Intelligence, tức là một giải pháp mà dành cho các cái thương hiệu, thì cái câu chuyện là phân tích chuyên sâu nó lại quay trở lại ở những cái ngành hàng hạn hẹp hơn, chứ không phải là trên cái mức toàn bộ thị trường. Tuy nhiên là sẽ phải cần những cái phân tích chuyên sâu ở cấp độ khác, và bọn anh cũng phân tích bên trong nội tại của các cái brand luôn, chứ không phải là chỉ câu chuyện là đối thủ cạnh tranh hay là xu hướng mua sắm bên ngoài thị trường, mà bọn anh còn cần phải phân tích hiệu suất của kinh doanh cũng như là cái tập khách hàng hiện có của các brand, là xem là hành vi họ như nào và cần phải thay đổi cái chiến lược sản phẩm của họ của brand ra sao để mà phù hợp được với tập khách hàng đó. Câu hỏi tiếp theo dành cho anh nó liên quan về Big Data. Thì hiện tại cụm từ Big Data cũng được nhắc đi nhắc lại khá nhiều, và nhất là những năm vào khoảng 2015-2016. Thì theo anh, khi mà nhắc tới Big Data thì mọi người, và nhất là bên media, bên truyền thông, có gì đó hiểu sai về khái niệm này không ạ? Ra thì hồi trước thì khi mà anh bắt đầu làm việc với data thì anh cũng hiểu sai, và anh cho rằng là media cũng như là những người bên ngoài ngành thì cũng hiểu sai khá nhiều về big data. Và cái sai đầu tiên là về mặt khái niệm. Thì thực ra big data thì lại không phải nói về data, mà big data là nói về cái đằng sau data, tức là cái công nghệ mà để làm việc với data. Thì nó thể hiện một cái xu hướng công nghệ mới để làm việc với những cái dữ liệu mà có thể khi bắt đầu thì cái lượng dữ liệu nó không lớn, nhưng mà nó có cái sức bùng nổ về mặt số lượng mỗi ngày. Càng ngày thì cái lượng dữ liệu nó càng nhiều, cho nên cần những cái công nghệ mà có cái khả năng là mở rộng hết sức là nhanh chóng và thuận tiện để mà có thể ứng phó được với cái lượng dữ liệu đi vào càng ngày càng tăng như vậy. Đấy là một cái xu hướng công nghệ mới mà người ta gọi là Big Data Technologies. Vậy thì cái quá trình mà mình thu thập dữ liệu rồi khai thác dữ liệu và việc dẫn tới là việc making decisions, thì cái quá trình đó bao gồm những cái bước như thế nào, anh có thể giải thích rõ hơn không? Thực ra thì có rất nhiều cái cách vẽ ra được cái quy trình này, và mỗi một tổ chức, mỗi một cộng đồng thì họ có một cái cách thức để vẽ ra riêng. Thế nhưng mà thực ra nó cũng chỉ có mấy cái bước hết sức đơn giản thôi. Cái bước đầu tiên thì là đầu tiên là mình phải có data cái đã. Cái bước đấy mình gọi là chuẩn bị dữ liệu. Rồi sau đó thì mình đến cái bước gọi là tổ chức dữ liệu. Có data rồi thì một trong những suy nghĩ hết sức là tự nhiên đầu tiên là ok, có rồi thì để nó về chỗ nào đó, đúng không? Hoặc là có rồi thì mình lọc cái gì ra để lưu vào đâu đó để sau khi cần mình có thể lấy ra sử dụng. Thì sau khi mà mình đã tổ chức xong dữ liệu rồi thì bắt đầu đến bước là phân tích và trình bày cái dữ liệu này ra để cho những cái đối tượng mà liên quan, là chủ yếu là các thành phần bên trong business như là các C-level hoặc là các manager, họ có thể là hiểu được là cái data đấy nó đang nói cái điều gì. Và cái bước cuối cùng là cái bước mà ra quyết định hoặc là thực hiện những cái hành động. Những cái bước này ấy, thì ở những cái thời điểm đầu tiên ấy, thì nó diễn ra theo đúng cái thứ tự như vậy, là đầu tiên là chuẩn bị, rồi sau đó là tổ chức, rồi sau đó là phân tích và trình bày và cùng ra quyết định hoặc là take action. Nhưng mà càng về sau ấy thì là cái thứ tự nó càng lu mờ, tức là mỗi một cái bước như này nó có thể dẫn đến một hoặc vài những cái bước khác theo bất kỳ một cái thứ tự nào, thì tùy theo cái những cái tình huống phát sinh khi mà một cái bước ấy được thực hiện. Thì ví dụ như là khi mà mình thực hiện một cái hành động chẳng hạn, thì mình thực hiện một hành động dựa trên là cái đề xuất của dữ liệu, thì cái hành động đấy có thể là tạo ra những dữ liệu khác, và dữ liệu đấy có thể được là feed trở lại hệ thống để mà
để mà trải qua một phát quá trình phân tích nữa để thể hiện xem là cái hành động này nó thực sự tạo hiệu quả hay không, và quay trở lại một cái hành động khác, ví dụ là như vậy. Dạ, thì trong các bước đó thì theo anh là cái bước nào là bước khó nhất? Theo cái kinh nghiệm làm việc của anh với các loại dữ liệu khác nhau ấy, và các cái tình huống và các cái vấn đề của business khác nhau, thì anh nhận thấy là không thể nói được bước nào là bước khó nhất, bởi vì mỗi một cái tình huống, mỗi một cái business, mỗi một cái vấn đề, mỗi một cái loại dữ liệu nó sẽ khó ở một cái bước khác nhau. Vậy thì anh có thể đưa ra một cái khái niệm tổng quát là những cái thách thức lớn nhỏ khi mà làm việc với data không? Nó có rất nhiều các loại thách thức. Nếu mà nói về mặt thách thức về mặt kỹ thuật thì có quá nhiều. Nhưng mà những cái thách thức mà theo như cái trải nghiệm của bản thân anh thì những cái thách thức phổ biến nhất thì lại không đến từ bên trong tổ chức, hoặc là nói chính xác hơn là không đến từ bên trong hệ thống dữ liệu, mà nó đến từ các yếu tố bên ngoài. Bởi vì thường thì bất cứ một cái hệ thống dữ liệu nào của bất cứ một tổ chức nào thì mặc dù bản thân nó có thể tạo ra dữ liệu, nhưng mà hầu như chắc chắn là bất cứ một hệ thống dữ liệu nào cũng sẽ lấy dữ liệu từ một cái nguồn nào đó ở bên ngoài. Và hiển nhiên là cái nguồn này thì sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của cái đội ngũ quản trị, và sẽ có rất nhiều những cái vấn đề có thể phát sinh, ví dụ như là cái nguồn dữ liệu nó không ổn định, có thể lúc lấy được lúc không lấy được, hoặc là dữ liệu chất lượng có thể sai, hoặc là nó có thể thừa, nó có thể thiếu, có thể là do có chủ đích hoặc là vô tình. Thì đấy là những cái tình huống mà rất là khó kiểm soát, và thường là các cái hệ thống dữ liệu là mất, các cái bộ phận engineering là mất rất nhiều công sức để mà giải quyết những vấn đề như vậy, hơn là việc xây dựng cái quy trình bên trong hệ thống dữ liệu. Ngoài ra thì còn có một số những vấn đề khác, ví dụ như là câu chuyện là tính an toàn của dữ liệu và cái tính riêng tư của những cái đối tượng mà gắn liền với cái nội dung của dữ liệu. Thì cái câu chuyện của Facebook và Cambridge Analytica thì là chúng ta đều biết. Bình thường thì không ai để ý đến, nhưng mà một khi mà có những vấn đề xảy ra thì nó sẽ tạo ra những cái thảm họa rất là mạnh mẽ. Câu hỏi tiếp theo dành cho anh là không biết là quan điểm của anh về Big Data như thế nào, khi mà hiện tại có một vài làn sóng tranh cãi là data thế nào là Big. Ví dụ như data của Facebook hay là Google, hoặc là một vài ý kiến cho rằng là data của chính phủ Trung Quốc mới là Big. Vậy thì theo anh thế nào? Vừa rồi thì anh cũng có trình bày về khái niệm Big Data. Thì nếu mà nói về mặt sở hữu Big Data ấy, thì nếu mà chúng ta định nghĩa sở hữu Big Data là cái việc mà khả năng tạo ra dữ liệu từ trong nội tại, thì thường là chỉ có những cái business mà trực tiếp tương tác với người dùng phổ thông thì họ mới, hoặc là một số những tổ chức nghiên cứu ví dụ như vật lý hoặc là sinh học, hóa học, thì họ có thể có được cái lượng dữ liệu, tạo ra được những cái lượng dữ liệu rất là lớn từ bên trong nội tại của họ. Thì nếu mà nói về mặt sở hữu thì như vậy. Thì còn nếu như nói về sở hữu là cái khả năng thu thập dữ liệu thì gần như là bất cứ một business nào cũng có được khả năng sở hữu Big Data. Và dù nói theo kiểu nào đi chăng nữa thì không chỉ có những cái công ty rất là lớn như Google hay Facebook hay là các cái chính phủ mới có khả năng sở hữu Big Data. Theo được biết thì một số startup ở Việt Nam có tuyên bố là mình sử dụng Big Data trong công ty, nhưng mà khi trình bày thì bị các nhà đầu tư bác bỏ chuyện Big Data đó. Thì theo anh thì vấn đề này như thế nào? Cái câu chuyện này nó có, nhưng mà nó chỉ diễn ra trước đây thôi. Còn bây giờ thì Big Data nó trở thành một cái khái niệm hết sức phổ biến. Thế nên là việc mà các nhà đầu tư họ bác bỏ về một cái startup mà sử dụng Big Data thì nó không còn trở nên quá phổ biến nữa. Mà bây giờ họ chuyển sang bác bỏ cái việc mà các công ty cho rằng là họ sử dụng trí tuệ nhân tạo. Cái đấy thì là một cái xu hướng mới, và nó giống như một cái mốt ấy. Big Data trước đây nó là một cái mốt, bây giờ thì nó thành thịnh hành, và bây giờ AI thì nó trở thành một cái mốt mới, thì sắp tới thì nó cũng trở thành thịnh hành mà thôi. Thế nhưng mà cái việc mà các công ty cho rằng họ sử dụng trí tuệ nhân tạo ấy thì anh cho là hầu hết là không chính xác, và cũng
nó cũng quay lại câu chuyện là mọi người cũng hiểu sai về cái khái niệm trí tuệ nhân tạo, cũng gần như giống như cách mà họ vừa hiểu sai về cái khái niệm về Big Data. À, theo anh thì những ngành nào cũng như là những cái platform nào mà có tiềm năng khai thác được data có giá trị ở Việt Nam và cũng như là trên thế giới? Thực sự là rất khó mà nhìn thấy một cái ngành nào mà không thể hưởng lợi được từ Big Data, bởi vì cái thời kỳ chúng ta đang trải qua một thời kỳ là thời kỳ số hóa. Tất cả mọi cái hoạt động hàng ngày của con người cũng như là hoạt động kinh doanh, hoạt động nội bộ tất cả tổ chức, và nó là thời kỳ bùng nổ về mặt thu thập thông tin, nên là bất cứ một ngành nghề, một lĩnh vực nào và trong cái chuỗi giá trị của những ngành nghề, của những lĩnh vực đó, thì cái việc mà tạo ra data là điều tất yếu. Thế thì có một số những cái ngành nghề và lĩnh vực thì sẽ nhận thấy được cái sức nóng sớm hơn những cái ngành nghề khác, đặc biệt là những cái lĩnh vực mà đối mặt trực tiếp, tương tác trực tiếp với cái đối tượng người dùng phổ thông thì có thể kể đến, ví dụ như là cái ngành bán lẻ thì chúng ta thấy là thương mại điện tử, cái ví dụ nổi trội nhất. Rồi chúng ta có các cái ngành về sức khỏe, dịch vụ về sức khỏe, du lịch, rồi tài chính, thì đó là những ngành mà sẽ nhận được những cái cảm nhận đầu tiên. Hoặc là viễn thông chẳng hạn, viễn thông là cái ngành mà có thể thu thập được rất nhiều dữ liệu, và họ tận dụng dữ liệu đó để mà hiểu rõ hơn về khách hàng. Và ngoài ra thì nó còn một cái xu hướng hết sức quan trọng khác là các cái nền tảng mà sở hữu dữ liệu thì họ lại có xu hướng là bây giờ là hợp tác chia sẻ dữ liệu với nhau để tạo ra một cái gọi là customer 360 độ. Và cái này nó là một cái bảng ghi mà cung cấp một cái thông tin hết sức là đầy đủ về một cái khách hàng đến từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, từ nhiều lĩnh vực khác nhau mà có tương tác với khách hàng đó, thì nó khiến cho cái giá trị dữ liệu nó trở nên rất là mạnh mẽ, là bởi vì là do có rất nhiều cái góc nhìn đến khách hàng, thế nên là chúng ta có thể hiểu rõ hơn về hành vi cũng như là mọi tâm tư nguyện vọng của khách hàng để phục vụ khách hàng một cách hiệu quả hơn. Câu hỏi tiếp theo dành cho anh nó sẽ thiên về phần kỹ thuật một tí xíu. Thì em muốn hỏi là khi mà xây dựng một cái cấu trúc dữ liệu để xử lý, quản lý dữ liệu trong cái thời điểm mà tốc độ tăng trưởng của dữ liệu nhanh như hiện nay, thì sẽ có những cái khó khăn nhất định nào và sẽ có những cái khả năng, cái bug issue nào mà nó có thể xảy ra không ạ? Về mặt kỹ thuật mà nói ấy, thì có trước đây ấy, thì cái câu hỏi này thì nó tương đối quan trọng, là bởi vì là mọi người còn rất là mông lung về những cái công nghệ hoặc là những cái nguyên tắc quan trọng, best practice để mà xây dựng một cái hệ thống như vậy. Bây giờ thì công nghệ có quá nhiều và cũng có rất nhiều công nghệ mà họ đạt được đến cái độ chín về mặt tính năng cũng như là tính ổn định, khả năng scale. Ngoài ra thì về mặt thiết kế và kiến trúc thì cũng có rất nhiều những cái bộ tiêu chuẩn về những cái nguyên tắc cốt lõi để mà thiết kế những hệ thống mà có cái khả năng scale tốt và chuẩn bị được cho những sự bùng nổ thông tin. Thì ví dụ như một số những nguyên tắc hết sức đơn giản và cơ bản mà bất cứ một kiến trúc sư nào của cái hệ thống dữ liệu thì đều phải nắm bắt, ví dụ như là phải đảm bảo được là bất cứ một cái module nào bên trong hệ thống thì đều có khả năng scale, hay nói cách khác là đảm bảo là không có cái thất cổ chai nào bên trong hệ thống. Đấy là một cái yêu cầu hết sức quan trọng. Hoặc là yêu cầu về mặt độ trễ, bình thường thì bất cứ một hệ thống dữ liệu lớn nào ấy thì thường là cái kiến trúc nó sẽ rất là phức tạp, bởi vì cái use case mà dữ liệu nó rất, họ có rất là nhiều. Thế thì cái người mà làm kiến trúc sư trưởng của cái hệ thống thì phải đảm bảo được rằng là cái tương tác bên trong hệ thống nó không diễn ra quá phức tạp, để mà đảm bảo được là cái độ trễ nó ở cái mức đủ chấp nhận được cho bất cứ cái tương tác nào. Ngoài ra thì một số những hệ thống mà hoạt động dựa trên các cái giao dịch hay gọi là transaction ấy, thì còn phải đảm bảo được cái tính an toàn của transaction đó. Ví dụ như chúng ta nói đến câu chuyện transaction thì
Thì cái khái niệm này nó xuất hiện đầu tiên là ở cái relational database, cái cơ sở dữ liệu quan hệ. Thì mình có một cái bộ tiêu chuẩn gọi là ACID. Thì cái này thì các bạn làm kỹ thuật về cơ sở dữ liệu thì đều biết. Và cái tiêu chuẩn này hết sức quan trọng cho những cái hệ thống như ngân hàng, như là thanh toán online, để đảm bảo được là tất cả các cái transaction về mặt tài chính nó diễn ra một cách hết sức chính xác và minh bạch. Cái tiêu chuẩn này thì được thực thi rất là tốt ở trong các cái hệ thống cơ sở dữ liệu riêng lẻ. Tuy nhiên, đứng trên cái bình diện của một cái hệ thống hoàn chỉnh thì chưa có một công nghệ nào mà đảm bảo được cái điều này. Thế nên là khi mà thiết kế thực thi một hệ thống ấy, thì cái đội ngũ engineering là phải có những cái, phải tự là implement những cái cơ chế để mà đảm bảo cái điều này. Thì đấy là một số những cái thách thức. Tuy nhiên là luôn luôn có những cái công cụ để làm được đó. Ngoài ra thì theo như kinh nghiệm của anh ấy, thì cái thách thức lớn nhất lại không đến từ công nghệ mà nó lại đến từ tài nguyên, là tiền, thời gian. Bởi vì bất cứ một cái tổ chức nào thì đều có những cái giới hạn về mặt tài nguyên và mặt thời gian để mà hoàn thành một sản phẩm nào đó, đưa ra một feature nào đó. Và cái hai cái yếu tố này thì nó gây ra những cái cản trở rất là lớn đến cái tầm nhìn về một cái hệ thống mà có thể scale được cho một cái khoảng thời gian rất là dài, cho một lượng dữ liệu rất là lớn. Thì cái người mà làm công việc kiến trúc là phải có được cái sự thỏa hiệp giữa hai bên. Một câu hỏi khác liên quan tới mặt kỹ thuật đó là đối với những dữ liệu mà không có cấu trúc unstructured data thì sẽ có những cái khó khăn nào khi mà làm việc với nó và cách mà anh có thể vượt qua được những khó khăn đó là gì? Đối với dữ liệu mà không có cấu trúc thì thực ra là nó có hai loại. Một là cái loại mà thực sự là không có cấu trúc, ví dụ như là âm thanh, ví dụ như là hình ảnh, ví dụ như là những cái đoạn văn chẳng hạn, thì là nó thực sự không cấu trúc. Ngoài ra thì có một cái loại khác là cái loại có cấu trúc nhưng mà mình lại không biết được cái cấu trúc đó trước khi mà thiết kế cái hệ thống. Ví dụ như là những cái cấu trúc như là dạng JSON chẳng hạn, thì nó có thể là hôm nay thì nó thế này, mai nó thế khác, hôm nay thì nó có trường này, mai nó mất cái trường kia đi. Thì đấy là hai cái loại dữ liệu mà mỗi loại nó có một cái độ khó riêng. Thì cái độ khó đầu tiên là cái độ khó về mặt lưu trữ dữ liệu. Khi mà ta lấy một cái dữ liệu mà không có cấu trúc về ấy, thì một trong xu hướng đầu tiên là lưu hết tất cả lại, bởi vì không có cấu trúc nên là cái khả năng mà tách lọc ra là có thể nó không cao, nên đầu tiên là phải lưu trữ hết lại. Thì nếu mà không tách lọc thì có nghĩa là cái lượng dữ liệu mà lưu trữ rất là lớn, đặc biệt là những dữ liệu mà nó có cái tính lịch sử vậy, thì mình phải lưu trữ hết tất cả lại, toàn bộ lịch sử lại, và mình cũng không lưu trữ được theo dạng là incremental, tức là không lưu trữ được sự thay đổi mà phải lưu trữ hết tất cả lại. Thì một trong những thách thức đầu tiên là làm sao mà lưu trữ được hết tất cả mọi dữ liệu đấy là cái thách thức thứ hai là thách thức về mặt phân tích. Thách thức phân tích thì có những cái loại dữ liệu mà như dạng text chẳng hạn, hoặc là những dữ liệu như dạng ảnh, mà nếu mà muốn phân tích một cái điểm chung giữa các cái dữ liệu đó mà làm những cái tổng hợp thì phải đòi hỏi những cái thuật toán mà tách lọc dữ liệu hết sức là phức tạp, phải trải qua build model rồi training rất là nhiều thì mới ra được một cái phương pháp như vậy. Và nhiều khi nếu như mà cái nguồn dữ liệu ấy mà nó thay đổi về mặt nature của nó, tức là nó tạo ra dữ liệu theo một cái cấu trúc khác, mặc dù nó không cấu trúc, cũng không có cấu trúc đâu, nhưng mà nó tạo dữ liệu theo một cách khác, thì tự nhiên là những cái model mà mình tạo ra trước đây nó không còn valid nữa, và cái việc phân tích của nó là phải bắt đầu lại từ đầu. Đấy là những cái phức tạp. Dạ, em muốn hỏi thêm một vài câu hỏi về kỹ năng ạ. Thì để theo đuổi được cái công việc làm về data thì anh có suggest những cái nguồn tài liệu nào để học không ạ? Và em muốn hỏi thêm là cần thêm những cái tố chất, những cái kỹ năng gì để có thể làm việc giỏi với lại data? Đối với cái công việc liên quan đến data thì đầu tiên nói chung nó có rất rất nhiều những cái công việc mà liên quan đến data, nhưng mà
cái người mà làm việc data ấy thì đầu tiên thì họ phải thích làm việc với những cái con số, làm việc với thông tin, thích tìm kiếm thông tin, thích nhìn vào những cái thông tin khác nhau và sâu chuỗi các cái sự kiện, đưa ra những kết luận. Thì đấy là một số những cái tố chất, một số những cái thuộc về mặt bản năng mà một người làm data thì họ sẽ phù hợp. Còn nếu không có những cái đấy thì nó gần như là một sự gượng ép khi mà tham gia vào cái lĩnh vực này. Còn về mặt mà cái quá trình phát triển những cái kỹ năng ấy thì nó cũng có rất nhiều cái cách phát triển, ví dụ như là cái phát triển theo dạng là ăn sổ. Thì anh thấy là cũng có khá nhiều các bạn trẻ thời điểm hiện nay cũng theo phát triển đó, tức là cái này thì một phần cũng là lỗi của truyền thông rất là nhiều. Thì anh cho rằng là thì các bạn ấy sẽ là tìm những cái công nghệ phổ biến nhất, những cái công cụ phổ biến nhất, và sau đó thì các bạn ấy học những cái đấy. Có rất nhiều những cái hướng dẫn này, tutorial này kia, các bạn lên tìm hiểu sử dụng công cụ rất là thành thạo, rồi sau đó là tuyển dụng vào các cái tổ chức, các công ty và bắt đầu là sử dụng những cái kỹ năng đấy và để giải quyết những vấn đề nhỏ lẻ này kia do được phân công từ bên trên xuống. Tuy nhiên cái đấy thì nó sẽ gặp những cái trở ngại khi mà các bạn muốn phát triển trở thành những cái senior về mặt công nghệ, về mặt năng lực. Thì bởi vì là có những cái vấn đề mà để giải quyết được nó thì cần phải có được cái nền tảng nội tại, một cái nền tảng tư duy và lý luận nó tốt hơn rất là nhiều. Nó giống như là tinh lọc vàng ấy, thì nếu tinh lọc từ vàng 1 số 9 lên vàng 2 số 9 thì có thể nó rất là dễ, nhưng mà từ vàng 2 số 9 đến 3 số 9 cái lượng vàng nó không nhiều nhưng mà nó khó hơn rất là nhiều. Thì là như vậy, thì cái hướng cho các bạn trẻ là nên học những cái nền tảng, ví dụ như là các bạn mà muốn phát triển về data engineering chẳng hạn thì nên học nền tảng về hệ thống máy tính, hệ điều hành, rồi ngôn ngữ lập trình, rồi tối ưu hóa trước khi mà bắt đầu tìm hiểu về các công nghệ về data. Đối với các bạn mà làm về data analyst, tức là một cái dạng mà phân tích mà nó không quá chuyên sâu, thì các bạn đòi hỏi hai kỹ năng, một là kỹ năng về business và kỹ năng thứ hai là kỹ năng phân tích dữ liệu. Kỹ năng business thì là các bạn phải cần học về kinh doanh, về kinh tế, các cái nguyên tắc chủ chốt về hoạt động của bên trong tổ chức để mà có thể hiểu rõ được ngôn ngữ của kinh doanh. Và sau đó thì là các bạn học về chủ yếu là về xác suất thống kê và một số những cái công cụ mà phân tích chủ đang là gọi là mang tính mô tả, gọi là descriptive, để đưa ra được những phân tích, những báo cáo, những cái số liệu mà có thể là từ đó chuyển sang ngôn ngữ kinh doanh một cách hết sức là dễ dàng. Thì đấy là đối với vị trí data analyst. Còn vị trí số 3 là vị trí data scientist, thì hiển nhiên là các bạn phải học tương đối nhiều về toán. Ở đây thì chủ yếu là các cái môn học như là giải tích, như là đại số tuyến tính, phi tuyến tính. Rồi sau đó thì các bạn học về xác suất thống kê, về một số những cái nền tảng về machine learning. Có thể là không cần học quá sâu về các cái thuật toán về machine learning truyền thống. Tuy nhiên cũng nên cần phải biết, bởi vì là có một số những cái thuật toán thì nó xuất phát từ những cái tư tưởng hết sức là tự nhiên của con người. Rồi sau đó thì là học về deep learning. Anh cũng thấy có một số xu hướng là các bạn trẻ là bỏ qua, các bạn trẻ mà học về data scientist ấy, thì các bạn bỏ qua rất nhiều thứ, bao gồm xác suất thống kê. Các bạn có thể học về toán nhưng mà các bạn bỏ qua xác suất thống kê, rồi các bạn bỏ qua một số những thứ machine learning, các bạn học luôn deep learning. Bởi vì các bạn ấy cho rằng là cái deep learning nó giống như một cái đũa thần, là giải quyết hết tất cả vấn đề. Bởi vì là nó là cái sự giả lập rất là tốt cái hoạt động của não bộ con người. Thì cái điều đó là đúng. Tuy nhiên nếu mà các bạn ấy chỉ làm trong những cái lĩnh vực nghiên cứu một cách thuần túy ấy, thì có lẽ đấy cũng là một hướng đi tốt.
Nhưng mà nếu như mà làm việc trong các tổ chức ấy, thì nếu chỉ biết về kỹ năng về deep learning thì các bạn sẽ thiếu một cái sự kết nối giữa công nghệ và kinh doanh. Thì mà cái đấy là điều hết sức cần thiết ở cái vai trò data scientist ở bên trong các tổ chức. Tiếp theo là phần về CV thì Topdev cũng đã gửi anh hai CV, một là của một bạn data engineer, hai là một CV của bạn business analyst. Thì khi mà xem hai CV này thì không biết là anh Việt có đánh giá như thế nào về cách trình bày và về cách bạn thể hiện những cái kiến thức mà bạn đã biết. Thì anh có thể nhận xét phần CV của bạn data engineer trước ạ. Đối với cái CV của bạn data engineer này ấy, thì cái cảm nhận đầu tiên của anh khi mà nhìn vào thì nó lại không phải là CV của bạn data engineer. Thì đấy là cái cảm nhận đầu tiên. Bởi vì là cái thông tin đầu tiên mà nó đập vào mắt anh thì lại là chữ data science. Thì anh nghĩ là có thể là bạn ấy cái cách thức trình bày của bạn ấy nó có vấn đề, hoặc là thực sự bạn cũng chưa chắc là bạn ấy đang muốn là đi theo cái con đường của data engineering. Thì đấy là cái cảm nhận đầu tiên. Ngoài ra thì có một số những cái vấn đề nhỏ lẻ lặt vặt, nhưng mà đối với một số cái nhà tuyển dụng thì anh nghĩ rằng là nó sẽ quan trọng, ví dụ như vấn đề về lỗi chính tả, về câu cú. Có một số cái này thì nó là cái quan điểm mà cá nhân anh thôi, nhưng mà nên có cái sự nhất quán về mặt ngữ pháp, về mặt chính tả. Ví dụ như một số chỗ thì bạn ấy sẽ sử dụng verbing, có một chỗ thì bạn sử dụng verb chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì đối với một số các nhà sử dụng thì có thể họ sẽ cảm thấy là tương đối khó chịu. Còn về phần kỹ năng của bạn thì anh có thấy kỹ năng bạn viết ở đây có phù hợp với một vị trí data engineer không? Bạn có viết là những phương pháp bạn áp dụng, ví dụ linear regressions hay là LSTM gì đó, và cả kỹ năng mềm nữa. Thì như anh đã nói vừa rồi ấy, thì cái CV này nó cảm giác cho anh là cái CV mà dùng để apply vào cái vị trí data scientist hơn, là bởi vì là mặc dù anh cũng nhìn ở trong đây và anh cũng thấy cái vai trò data engineer bạn có ở trong số cái kinh nghiệm làm việc, thế nhưng mà nếu như là anh ấy mà anh apply vào cái vị trí data engineer thì anh sẽ tìm cách là nói anh đưa cái vị trí data engineer lên trên đầu cái CV để mà đập vào mắt. Em có thấy bạn ghi data engineer ở trên đầu chắc là hơi thì chắc là hơi nhưng mà cái đấy giống như là cái CV dùng để apply vào. Anh sẽ không quá quan trọng ở chỗ đấy. Ngoài ra thì nó có một cái vấn đề nữa là cái cách thức mà trình bày cái nội dung của CV thì nó giống như là việc mà liệt kê những cái công việc mà bạn ấy làm trước đây một cách hết sức là đơn điệu, là trước đây tôi làm này, trước đây tôi làm cái kia, và chỉ đơn giản như vậy. Thì đây là cách thức liệt kê mà nó không tạo ra được ấn tượng rất là mạnh mẽ cho nhà tuyển dụng, và thường ấy là nếu như mà nó đi kèm được cái kết quả của công việc thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ví dụ như là khi bạn nói là bạn denoise được một cái bức ảnh hoặc là dữ liệu nào đấy, thì bạn có thể nói là kết quả cái denoise là ví dụ như bao nhiêu phần trăm, ví dụ như vậy, thì nó sẽ tạo được cái ấn tượng mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Vậy thì theo anh thì bạn còn thiếu kỹ năng gì cho vị trí data engineer? Anh cho rằng là bạn ấy có những cái kỹ năng cơ bản và nền tảng cho cả vị trí data engineer và vị trí data science. Tuy nhiên thì bởi vì là anh không thấy được cái sự rõ ràng của bạn, cho nên là anh có thể nói rằng là về mặt kỹ năng thì bạn ấy không thiếu đâu, nhưng mà khi vào làm trong tổ chức mà nếu như không có sự rõ ràng như vậy thì cái khả năng nhảy việc của bạn có thể cao. Tuy nhiên thì bạn ấy với cái cách trình bày CV như này thì anh lại có một cái cảm nhận khác, là bạn ấy cũng là người mà khá tương đối là ổn định và nguyên tắc, đôi khi thậm chí là nó hơi đơn điệu quá, nhưng mà nó sẽ dẫn đến một cái việc là bạn ấy có thể là làm việc với cái độ chính xác tương đối cao, thì về mặt chất lượng công việc có thể tương đối tốt, mặc dù là anh cho rằng là về mặt đột phá thì có thể sẽ khó mà tạo ra được đột phá trong cái kết quả công việc. Cảm ơn anh.
À, vậy thì chúng ta sẽ đi tới một cái CV tiếp theo của một bạn Business Analyst. Thì em nhìn sơ thì CV này có vẻ đẹp hơn, dễ thu hút người đọc hơn so với CV cũ đúng không ạ? Thì trong CV này bạn cũng có liệt kê về education background cũng như là career objective của bạn, work experience và mục tiêu của bạn là gì khi mà apply cho vị trí này. Thì không biết anh cảm nhận như thế nào khi mà mới vừa nhìn một CV này ạ? Thực ra thì đầu tiên thì anh cũng không quá là quen thuộc với cái vị trí business analyst, bởi vì vị trí business analyst này thì làm việc nhiều với business hơn. Thế tuy nhiên thì anh cũng có thấy những sự khác biệt rất là lớn so với cái CV về data engineer, là cách thức trình bày của nó thể hiện là bạn này là một cái người bay bổng và màu sắc hơn rất là nhiều, và anh cũng thấy được nhiều hơn cái sự tự tin của bạn ấy và cái thiên hướng là thể hiện những cái giá trị của bản thân ra hơn so với cái CV trước. Và cái này nó thể hiện cái tố chất mà anh nghĩ là phù hợp đối với những người mà làm thiên về kinh doanh, thì đấy là một cái mà anh cho là một cái điểm cộng của bạn. Tuy nhiên thì bạn ấy có một cái vấn đề là bạn ấy có quá nhiều lỗi chính tả ở trong cái CV này, và thường thì đối với cái môi trường kinh doanh như bây giờ thì cái khả năng về mặt tiếng Anh là rất là hết sức là quan trọng, và anh thấy là bạn ấy có khá nhiều lỗi chính tả và cả lỗi ngữ pháp, thì anh nghĩ là bạn ấy cần phải cải thiện rất là nhiều. Vì nó thể hiện một cách hết sức là rõ ràng đây. Nếu mà anh là người viết CV thì anh sẽ nhìn, sau khi anh viết xong lại phải nhìn đi nhìn lại, chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại rất là nhiều lần trước khi mà anh nộp cho một cái công ty. Mà nếu mà nó vẫn có khá nhiều những lỗi này thì nó thể hiện là cái kỹ năng của bạn ấy là cần phải cải thiện rất là nhiều. Đấy. Ngoài ra thì bạn ấy ở bên cái phần phía bên trái ấy, thì là bạn ấy nên là có được cái sự tóm tắt về những cái năng lực của bạn ấy. Cái này nó đã thể hiện ở bên phải về mặt kinh nghiệm, nhưng mà nên có được sự tóm tắt về những cái năng lực chính của bạn ấy thì nó sẽ tạo ra một cái ấn tượng hơn. Và tất nhiên là nó cũng gặp cái vấn đề gần như là tương tự với cái CV trước, tức là nó cũng mới chỉ là cái sự liệt kê về những cái trải nghiệm của bạn ấy thôi, và nó chưa có cái phần kết quả. Có cái phần kết quả thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì anh nghĩ rằng là một trong những mistake, những cái sai lầm của hầu hết mọi người viết CV là không đứng trên cái góc nhìn của nhà tuyển dụng. Thì đấy là cái vấn đề rất quan trọng. Thì cái này thì thực ra nói khó thì cũng khó, mà nói dễ thì cũng không dễ. Nói dễ thì cũng dễ. Thì thực ra là một trong cách các bạn có thể làm là bây giờ lên mạng kiếm rất nhiều CV để đọc, cứ đọc đi học lại, nghiên cứu đi nghiên cứu lại đến phát chán này thôi. Từ khi mà các bạn chán rồi, các bạn sẽ đứng trên góc nhìn của mình, bởi vì họ đọc rất nhiều CV và họ phải càn quét thông tin trong đó rất là nhiều, thì tự nhiên là họ nhìn CV họ sẽ thấy ngay được vấn đề. Dạ, em cảm ơn anh Việt đã có rất là nhiều chia sẻ chân thành trong việc xem và nêu ý kiến của mình về CV của hai bạn này. Và phần vừa rồi cũng đã kết thúc cái phần buổi trò chuyện ngày hôm nay của em với anh. Thì sau buổi trò chuyện này em cũng học được khá nhiều từ anh về data, về rất nhiều thứ khác nữa. Và em hy vọng là em và anh sẽ có những cơ hội khác để có thể tám nhiều hơn về data. Và em xin phép được thay mặt Top Dev cảm ơn anh rất là nhiều đã dành thời gian đến đây tham gia buổi phỏng vấn này. Dạ, và nếu các bạn thấy những lời chia sẻ của anh Việt bổ ích và thú vị thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho channel Top Dev TV nha. Và đừng quên bật notification nữa để không miss một cái video nào của Top Dev TV hết. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.